cái ly mà vỡ thì mình có nhiều cách để mình dán lại, thì em cũng đã làm điều đó. Mình cố gắng hết sức để mình giữ một gia đình hạnh phúc cho con mình. Và khi mà mình cố gắng hết sức rồi, mình cảm thấy là không thể nào được nữa, thì lúc đó mình phải tự đánh thức chính mình. Mình không có được ru ngủ chính mình bởi những cái định nghĩa là gia đình thì phải tròn vẹn như thế này thì mới gọi là hạnh phúc. Mà nếu như mà con mình mà phải ở trong một cái gia đình mà cái bầu không khí nó u ám, con cũng sẽ không hạnh phúc. Lúc đầu thì mình nghĩ là bây giờ mình phải cứu vãn gia đình này vì con mình. Sau đó mình nghĩ là không, mình phải thoát ra cái gia đình này vì con mình.